Tôi là Phạm Phú Nam, xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi lại xin được mời quý thính giả cùng trở lại câu chuyện Đạo vào đời với Linh Mục Joseph Nguyễn Văn Thư. Và chương trình Dân Sinh rất hân hạnh được bảo trợ cho chương trình Đạo vào đời nhằm giới thiệu những hoạt động của Công giáo đối đến với tất cả quý khán thính giả khắp nơi, cũng như là giới thiệu những cái hoạt động của Công giáo đã đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội. Hôm nay chúng tôi xin được mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện với Linh Mục Joseph Nguyễn Văn Thư sau đây. Chúng con xin được chào cha. Chào anh Nam. Kính chào quý vị. Thưa cha, trong những tuần vừa qua mình bàn nhiều chuyện linh tinh lắm, thì hôm nay mình trở về với quá khứ, trở về với lịch sử. Kinh Thánh chẳng. Kinh Thánh chẳng. Kinh Thánh chẳng. Cũng có, thưa cha, xin cha có thể chia sẻ cái câu chuyện mà gọi là những cái vị vua mà của Do Thái hồi xưa. Trong Kinh Thánh có nói tới, có nói, anh muốn nhắc vậy. Vâng. Thì chẳng hạn như vua Salomon, thật sự thành thật con cũng không có biết nữa. Có lẽ nhiều nhiều thành viên Công giáo này cũng không biết nữa, vua Salomon đóng một cái vai trò gì. Có phải là cũng là một con người bình thường, hay là một nhân vật do Chúa tạo ra, hay là có những cái hành động gì đó đặc biệt mà được coi giống như là tiên tri, là sứ giả của Thiên Chúa, thưa cha? Dạ vâng, thì cái tên vua Solomon nó nổi tiếng với cái chữ khôn ngoan, giàu có. Đến nỗi mà có cuốn phim đó, vua Solomon và nữ hoàng Sheba, ở mãi miền Nam đi lên cho nước Ethiopia lúc đó là lớn lắm, lên để chứng kiến và để học hỏi cái sự khôn ngoan của vua. Nhưng mà Hollywood thì đương nhiên là thêm bớt mắm muối rồi tình duyên lung tung cả. Thì vua Solomon là con vua David. Hai bố con trị vì lâu lắm. Kinh Thánh nói là mỗi vị 40 năm, nhưng mà đại khái là lâu thôi. Thì ông vua David dựng nên cái sự cái vương quốc gọi là phồn thịnh, là nhất bậc nhất của lịch sử dân Do Thái, dân riêng Chúa. Và để lại cái đó cho người con là Solomon. Thì vua David á, thì đẹp lòng Chúa lắm, hầu như suốt đời là lúc nào cũng giữ luật Chúa. Rất tiếc là về cuối đời thì cũng có sai sẩy, có phạm cái tội ngoại tình và sát nhân. Nhưng mà ăn năn thống hối rất là đặc biệt cho nên Chúa tha. Và Chúa thích lắm. Ai lỡ phạm tội mà ăn năn thống hối thì Chúa còn thích. Chúa không có gọi là kể tội nữa đâu. Thế thì đến khi ngài chết, đến người con là vua Solomon là được cái vinh dự là xây đền thờ cho Chúa, đền thờ rất lộng lẫy của người Do Thái đó. Một cái đền thờ là một cái hãnh diện của người Do Thái. Có phải cha nói đền thờ Babylon không? Không, Babylon là cái chỗ mà đi lưu đày. Đây cái đền thờ rất là lớn. Thế vì sao bị đế quốc Babylon nó phá, nó mới đưa sang cái chỗ bây giờ giống như Iraq đó. Thì nhưng mà đó là sau khi mà vua Solomon đã chết rồi. Thì ngài làm vua thì lúc đầu thì rất đẹp lòng Chúa, vua Solomon đó. Đấy, thì có cái câu chuyện thế này là sau khi xây đền thờ Chúa và ngài sống rất là tốt, thì Chúa mới hỏi, Kinh Thánh nói rõ đó, Salomon, con có muốn ta thưởng là con sẽ được giàu có nhất thế giới không? Chúa cũng thử hay thật. Vua Salomon lúc đó còn tốt lắm, mới nói là con không dám ạ, con không dám nhận cái phần thưởng lớn quá như vậy. Thì Chúa lại hỏi thêm, con có muốn là con có một cái vương quốc mạnh mẽ, gọi là khí giới mạnh nhất thế giới không? Gọi là con lại không dám. Cái hỏi thứ ba, con có muốn con được sống lâu, có thể nói là trường thọ nhất thế giới không? Lại nói con không dám. Thế Chúa mới nói, thế còn dám gì? Muốn xin gì? Chúa bảo, Salomon trả lời, với tất cả sự khiêm tốn của con, xin Chúa ban cho con được ơn khôn ngoan để làm tròn bổn phận Chúa trao phó trong một cái cương vị là ông vua. Chúa khoái quá. Chúa nói, đó rồi, ta sẽ cho người khôn ngoan nhất thế gian, và cả ba cái kia ngươi không xin ta cho luôn. Ngoan không? Có còn ai hạnh phúc hơn nữa không? Chuyện thật xảy ra. Cho nên ông khôn ngoan thật. Khôn ngoan chỗ nào?
Một cái ví dụ người ta trong Kinh Thánh kể là có hai người đàn bà kia, yeah, vì lý do gì không biết, là đến cái chỗ nào, nhà thương hay là bệnh viện nhỏ nào hay là bà mụ đó, thì ở gần nhau thế nào đó, thì một đêm kia có một bà chắc là mập hay là ngủ kỹ quá, ngủ mê quá, đè chết đứa con, yeah, mới mang đứa con này sang, để bên kia đưa đứa con bên này sang bên này, cho bà kia cũng không biết. Cho đến khi kể bà cái tình dậy, bảo cái này không phải con tôi, đi đi kiện, cuối cùng bàn cãi đưa lên vua. Đấy, chúng ta chắc anh cũng nghe các chuyện sơ sơ rồi, yeah, thì bà nào cũng có lý, cãi, cuối cùng vua mà được rồi, bây giờ vua xử thế này, cái thằng con chết á, thằng đứa bé chết rồi thì đi chôn, còn cái đứa bé này vua nói đưa cho vua con dao, cái gươm á, rồi vua sẽ chặt cái thằng bé này cho mỗi bà một nửa. Thế thì cái bà mà gian dối á, con mình chết rồi đó, thì bảo thôi cũng được, vậy thì quẻ ok, hỏi bà này. Bà này bảo thà vua đưa thằng bé cho cái bà này chứ thà vua đừng cắt nó làm đôi. Vua bảo rõ chưa, bà này thiệt đấy. Đại khái bá thiệt, bà ấy thương con không có nỡ dù là phải cho làm con nuôi, thì đúng là má thật, phạt bà này gian dối, cuối cùng thú tội là gian dối. Đấy, đó là một cái ví dụ khôn ngoan của vua Solomon. Rất tiếc á, về cuối đời ma quỷ nó cám dỗ lại cũng bị ông vua này, thì cũng lại bà nọ bà kia rồi. Cái chuyện mà thời xưa đó, nhiều vợ đó, thì đối với Chúa không quan trọng, tại vì như là để sanh con nhiều cho dòng giống. Nhưng mà cái lỗi lớn nhất của ông ấy là đi nghe số những cái bà mà ngoại đó, không có theo đạo Chúa đó, để đi thờ những thần ngoại thần tượng. Chúa buồn lắm. Cho nên Chúa mới nói rằng sau khi ngươi chết, ta sẽ chia nước ra làm đôi và sẽ phạt, mà phạt khủng khiếp lắm. Coi như đi lưu đày mất tích gần hết đó. Chỉ có cái nhóm đi Babylon rồi về. Như vậy thì đâu có khôn ngoan chứ? Không, thì tôi đã nói là được ơn khôn ngoan nhưng mà abuse cái ơn Chúa. Gọi là không phải là lợi dụng mà lạm dụng ơn Chúa. Quên ơn Chúa, vô ơn. Tức là anh nam có thể sống một thời gian tốt nhưng mà đến lúc nào đó anh quên ơn Chúa thì anh cũng hỏng. Nhưng mà hình như con thấy cái tội của ông vua Solomon này với vua David thì như cũng giống tội loài người mình, hình như thiên hạ cứ mới đầu thì là cứ là thờ kính Thiên Chúa, xong rồi bắt đầu được dần dần vinh hư sang, đi vinh quang rồi. Nhưng bắt mà đầu ăn thua, đi ăn thua là cái mình có thống hối không? Ai cũng phạm tội. Tôi nói lại, trên trần gian giáo hoàng, giáo mục, linh mục, tu sĩ, ai phạm tội. Nhưng mà cái vấn đề đó là có thống hối, có đứng dậy không? Là cái quan trọng. Trong đạo Chúa là vậy. Tức là Chúa cho phép mình du thân đúng không cha? Trở lại là tốt. Tôi xin phép nói lại, trong đạo Chúa đó, cái ơn khôn ngoan đó. Thì nó thế này, buồn cười lắm. Là khi mà bị phạt rồi đó, đi lưu đày rồi đó. Thì cái nhóm mà đông á, gần cả chục chi tộc á, lên phía bắc ở vùng thành Ninive đó, là mất tích luôn. Không ai biết bây giờ bị tiêu diệt thế nào. Thế còn chỉ có hơn chừng độ 10%, hơn 10% thì đi sang Babylon đó, xong là 5-70 năm họ cho về. Thì trong cái thời gian 5-70 năm đó, có một cái ông tiên tri tên là Daniel, Mỹ đọc Daniel á, cũng được ơn khôn ngoan lạ lắm. Câu chuyện nó cũng gần giống thế này. Tôi kể cho anh nghe, tức là Chúa ban cho nhân vật đặc biệt. Kinh Thánh kể trong sách Daniel là trong một cái khu của người Do Thái đó, có một cái bà đó, tôi không biết, là tôi quên mất rồi, là còn trinh hay là quá chồng hay đại khái gì đó, nhưng mà còn trẻ mà đẹp lắm. Susanna. Thế thì chẳng may trong cái xóm đó có hai ông già, mà Việt Nam gọi là già dịch đấy, hay là già dê đấy. Thì trong sách Thánh nói rõ lắm là thích bà này. Thế nhưng mà hai ông ấy chưa biết làm cách nào, cho nên là thay nhau tìm cách để dụ bà này để phạm tội.
Thế thì nhân có cái lúc đó không biết là sao, bà chắc là nhà cũng có cái thửa vườn ở đó, bà ấy xin phép nó là tắm. Không biết là sao là nóng, sao là tắm ở ngoài vườn, mặc dù là có gia đình. Thế thì hai ông này dụ thế nào đó đều thất bại. Bèn trả thù bằng cách vu cáo lên cho các vị đại diện đó là: tôi thấy cái con mẹ này nó ngoại tình với một thằng cha nào đó, cứ bịa ra như vậy. Thế thì trong cái luật Do Thái Mai Sen là hai người làm chứng nói giống nhau thì là chết rồi. Bị ném đá chết, đó là nhất là cái ngoại tình. Thế thì trong khi họ sắp đưa bà này ra ném đá chết ấy, thì bà ấy cầu nguyện. Thế tự nhiên Chúa xui khiến cho ông Daniel tới hỏi chuyện gì đó. Thế bà ấy kể, tức là đưa xong rồi ông ấy mới nói với các con tòa với mọi người dân đến đây để cho phân xử trắng đen. Thế gọi hai cái ông đó riêng, ông này ra một góc vườn ra đằng kia, vợ đằng kia bãi ra đằng kia, đằng kia hỏi ông này trước. Thế thì bà thấy ông già này thấy cái bà này phạm tội với cái ông đó cao hay thấp, đen hay trắng, hay là ở chỗ nào, chỗ cây nào gì đó, thì ông này tả một đàng, ông kia tả một đàng khác. Ông này là lùn, ông kia thì cao, ông này đen, ông này trắng, phạm tội ở chỗ này, rồi kia ông kia lại nói chỗ khác. Thế là đó, thế ông dân chúng thấy không, bịa đặt. Thế là thay vì bà thầy bị ném đá thì hai ông kia bị ném đá chết. Chuyện đó hay lắm, nó vui lắm. Tức là khôn ngoan. Chứ còn nếu mà dân chúng cứ nghe vội là hai tin hai ông này là bà này chết oan rồi. cái chuyện ơn, cái là cái sự khôn ngoan của vua Solomon, và nó nối tiếp vào cái vua tiên tri Daniel, làm cho nhiều người thấy thích thú trong kinh thánh của Chúa. Nó có nhiều chuyện hay. Nhưng mà bây giờ trở lại cái câu chuyện là chuyện của vua David hoặc là vua Solomon đóng cái vai trò gì trong giáo hội thế cha? Thưa thế này, là hai ông đều phạm tội hết rồi còn gì nữa. Mà vua Solomon còn bị phạt nữa. Từ là cựu ước tân ước ai cũng phạm tội hết. Anh nhớ cái điều đó. To nhỏ đó đương nhiên là cũng quan trọng, nhưng mà đối với Chúa quan trọng hơn là có thông hối không. Thế thì cái mẫu gương của vua Solomon là vua cha đã thông hối, còn cái anh con đó chắc là không khá được. Khôn ngoan quá rồi thành ra không, cứ là ý rồi coi thường ơn Chúa. Tôi nói lại, cái coi thường ơn Chúa là cái quan trọng đó. Chúa thương, Chúa cưng, là bây giờ thì bắt đầu là mình gọi là hậm mình. Cái tiếng xưa gọi là hậm mình, kiêu căng ấy, thì chết. Đó là cái bài học rất là lớn. Nhưng mà hai câu chuyện này là thuộc về cựu ước phải không cha? Cựu ước tân ước, tức là xảy tức ra là trước khi Chúa Giêsu, cho chúng ta những cái bài học rất là quý. Tại vì tân ước á, không có bỏ cựu ước, xây dựng nên cái nền cựu ước, nhưng mà renew, canh tân lại. Thấy không? Chúa Giêsu nói là ta đến không phải để phá bỏ cái luật cũ, mà để làm cho nó hoàn thiện hơn. Cái chỗ nào nó còn thiếu sót, chỗ nào còn để bù đắp lại cho nó perfect. Đó là cái vấn đề tân ước là như thế. Tức là những lời dạy của Chúa Giêsu đó. Thấy không? Chúa đều dựa trên nhiều luật cựu ước lắm. Chứ đâu có, Chúa đâu có bỏ. Không có bỏ. Nhưng mà thưa cha, đây là câu hỏi chót con hỏi cha. Chúa nói rằng là ta sẽ trở lại. Không cha? Đúng. Vậy thì bao giờ Chúa trở lại thưa cha? Chuyện thật ra đó, Chúa cũng có lý do để Chúa không trả lời trực tiếp. Chúa nói con người cũng không biết. Tức là Chúa Giêsu cũng không biết, với cái tính cách là con người. Tại vì trong Chúa là vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Là combine, gồm lại. Chúa khôn lắm. Chúa nói con người cũng không biết. Đấy. Tại vì Chúa muốn là sudden, đến bất ngờ. Chúa hay dùng cái dụ ngôn con người đến như kẻ trộm giữa đêm khuya. Phải tỉnh thức. Đó là cái quan trọng. Cái điều quan trọng hàng đầu của người theo Chúa là phải sẵn sàng. Tôi ví dụ như các bạn trẻ đó, 20 tuổi, 30 tuổi nghĩ rằng mình sẽ sống 60-70 năm nữa, cho nên cứ ăn chơi bê bối là chết đấy. Chúa muốn là tuổi nào thì tuổi cũng phải sẵn sàng. Nghĩa là sống tốt. Đó, sống tốt. Đừng có phạm tội, đừng có ngủ mê trong tội. Đó.
Thế thì buồn cười lắm. Anh nhân đến anh hỏi khi nào Chúa đến. Thì có một cái câu Chúa nói rằng không biết là cái ngày mà chúng con, cái ngày mà Ngài đến trở lại đó, chúng con đã rảo bước để giảng đạo cho tất cả dân Do Thái hết chưa. Thế thì đa số nghĩ rằng chết rồi, chắc 1-2 chục năm nữa Chúa đến, tức là tận thế đó. Cho nên họ giảng cuối cùng 2000 năm nó lại có đâu. Thì rất là hiểu lầm thôi. Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị hiện đang nghe câu chuyện với linh mục Joseph Nguyễn Văn Thư qua đề tài là những câu chuyện ở trong Cựu Ước, Kinh Thánh Cựu Ước, là những bài học, những bài học cho chúng ta cho qua những câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước về vua Salomon, là một vị vua khôn ngoan nhưng mà cuối cùng cũng đã không biết thánh ý Chúa mà lạm dụng cái sự khôn ngoan và quên ơn Chúa, cho nên đã bị trừng phạt. Và đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn quý thính giả và xin được mời quý vị nhớ tiếp tục theo dõi trong chương trình. Cảm ơn quý vị và chào anh Nam.